Và vọng xin kính chào tất cả các bác. Trên những chiếc đồng hồ cổ luôn có những điều thú vị để các bác tìm hiểu đúng không ạ? Đồ hôm nay em sẽ chia sẻ cho các bác về những thiết kế của những bộ mặt số. Theo em tìm hiểu và em sưu tầm khá là nhiều thì để mà đánh giá được một cái bộ mặt số nổi đẹp của các thương hiệu của đồng hồ Pháp thì em sẽ nhận định là cái bộ mặt số nổi vàng của thương hiệu Vodet là một cái bộ mặt số rất là đẹp. Và chỉ thương hiệu Vodet sở hữu được cái bộ mặt số vàng đẹp như thế này các bác nhé. Và đây là một chiếc đồng hồ Vodet số nổi vàng 808 búa mà bên Vang Vọng muốn gửi tới và giao lưu với các bác. Bây giờ em sẽ đi chi tiết một chút về cái thiết kế ngoại hình và cái thiết kế bộ máy ở bên trong để các bác có thể có cái nhìn tổng quan nhất về một chiếc đồng hồ cổ mà các bác định sưu tầm. Ở đây các bác sẽ thấy là em đang có một chiếc Vodet thiết kế thùng gỗ nu các bác ạ. Nên nó sẽ cho các bác cái màu gỗ rất là sáng và cái phần vân bóng nó giúp các bác, chiếc đồng hồ các bác nó bắt sáng tốt để làm nổi bật lên cái chiếc đồng hồ khi các bác trưng bày trong không gian phòng khách. Và ở đây em sẽ có thêm đó là hai cái chi tiết chùm quả được đối xứng hai bên. Những cái chi tiết chùm quả nó mang rất là nhiều ý nghĩa mà người Tây người ta muốn gửi gắm. Và các bác sẽ thấy là cái thiết kế của thùng chiếc đồng hồ này khá là đẹp đúng không ạ? Một chiếc đồng hồ được sản xuất theo em nghĩ được sản xuất khoảng những năm 1957 mà đến nay thì các bác nhìn này, nó còn giữ được nguyên cái vẻ đẹp gần như là vừa xuất xưởng. Các bác sẽ thấy là cái phần thiết kế ngoại hình ở bên ngoài của chiếc đồng hồ nó rất là ít cái vết xước xác trong quá trình mà người chủ cũ người ta sở hữu đúng không ạ? Chính giữa thì em đang có đó là một cái bộ mặt số nổi vàng đây. Và để góp phần làm đẹp cho cái bộ mặt số này thì chúng ta sẽ có một cái phần mặt kính cong mo để tạo độ sâu cho cái bộ mặt số ở bên trong các bác ạ. Xuống phía dưới một chút thì em sẽ có đó là một cái phần kính họa tiết tráng gương vẽ họa tiết vàng kết hợp với một quả nắp vàng ở bên trong. Và các bác sẽ nhìn giúp em này, tổng thể hai bên hông thùng của chiếc đồng hồ này khá là đẹp đúng không ạ? Không có cái vết xước xác nào mà nó nộ nhiễu quá hoặc là bị rạn nứt, nên là các bác yên tâm sở hữu. Bây giờ em sẽ đi ở bên trong. Đây là bên trong của chiếc đồng hồ Vodet ạ. Em sẽ mời các bác cùng em nhìn một chút về cái thiết kế ngoại hình, về cái thiết kế ở bên trong các bác nhé. Ở đây các bác nhìn giúp em nhé, là cái phần nẹp kính ở bên trên này khá là chắc chắn đúng không ạ? Nguyên bản này. Và phần nẹp kính ở bên dưới cũng thế. Đối với thương hiệu Vodet thì các bác sẽ có một cái tờ giấy thông số được thiết kế ở ngay phần cánh thùng. Đây là các chi tiết bản lề trên, bản lề dưới và một phần tay cót nguyên zin đặc trưng của thương hiệu Vodet đúng không ạ? Em sẽ kéo ra để các bác nhìn rõ hơn. Đây là cái tay cót zin của thương hiệu Vodet các bác nhé. Một kiểu dáng khá là mềm mại đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cài ở bên hông thùng này, rất là gọn. Đến với thương hiệu Vodet thì các bác sẽ có một thương hiệu bộ mặt số đẹp, âm thanh hay. Nhưng đối với thương hiệu Vodet thì có thương hiệu Vodet luôn chỉnh chu cho chiếc đồng hồ của mình. Đó là những cái chi tiết như ốc chống tường hai bên đầy đủ này đúng không các bác? Và cái thiết kế bên hông sẽ có một cái thiết kế để cài quả nắp trong quá trình mà các bác vận chuyển này. Và bên trong thì sẽ có một cái bộ phận để các bác có thể là cố định bộ gông hay gọi là phần khóa gông các bác nhé. Và bên trên nữa các bác sẽ thấy chúng ta sẽ có một cái phần móc cài khóa ngựa và chỉ có thương hiệu Vodet mới có thôi các bác nhé. Để giúp quá trình mà các bác vận chuyển đồng hồ, các bác sẽ gạt, cần gạt cho em để cố định phần ngựa không bị nịnh nạc đúng không ạ? Quay trở lại với cái bộ mặt số nổi vàng, các bác sẽ thấy là chúng ta đang có một cái bộ mặt số bát giác nằm đúng không ạ? Và cái chúng ta sẽ có cái phần niềng vàng kết hợp với cái số nổi vàng kim loại. Số này là số chân cài chứ không phải số dính các bác nhé. Và bên dưới sẽ là một phần quả nắp màu vàng đồng bộ. Màu vàng thì thường sẽ đem lại cái vẻ đẹp giàu sang và sang trọng đúng không các bác? Tên logo thương hiệu Vodet ở chính giữa đây. Và đây là cái tên của người chủ cũ sở hữu các bác nhé. Bộ kim đặc trưng của thương hiệu Vodet này. Các bác để ý giúp em kỹ nhé. Ba cái nỗ nên cót của chiếc đồng hồ này ở phần bên ngoài, phần mặt số khá là đẹp đúng không ạ? Nó ít cái vết xước xác hoặc là méo do quá trình mà người chủ cũ người ta nên cót. Và có thể nói đây là một chiếc đồng hồ được người chủ cũ người ta sử dụng và bảo quản rất là kỹ. Bên dưới, bên trên số 6 các bác sẽ thấy dòng chữ đó là Made in France, thể hiện đây là một chiếc đồng hồ được sản xuất tại Pháp các bác ạ. Nên bên trên thì đặc trưng rồi đúng không ạ? Đối với thương hiệu Vodet chúng ta sẽ có một cái củ gông thép hình chữ T đặc trưng. Và sẽ có hai cái thanh bắt chống máy hai bên để giúp quá trình các bác sử dụng bộ máy luôn luôn ở một vị trí chắc chắn. Còn đây là hai cái cần gì? Hai cái cần này nó sẽ là hai cái cần để khóa chuông các bác nhé. Một bên là khóa chuông bên nhạc và một bên sẽ là khóa chuông bên giờ. Em sẽ quay sơ qua một chút về cái thiết kế bộ máy ở bên trong. Đây là bộ máy vách đồng các bác ạ. Và đây là bộ máy em đã lau dầu và can chỉnh. Các bác chỉ việc về sử dụng thôi. Để các bác không phải đợi lâu thì em sẽ
thử luôn âm thanh tiếng chuông bản nhạc quét trên chiếc đồng hồ Rolex số vàng này. Các bác cũng vừa được thưởng thức âm thanh bản nhạc quét trên chiếc đồng hồ Rolex đúng không ạ? Theo các bác cảm nhận thì tiếng chuông bản nhạc quét trên chiếc đồng hồ Rolex nó sẽ cho các bác âm thanh như thế nào? Đối với cá nhân em thì em nhận xét đây là một chiếc đồng hồ nó cho các bác cái âm thanh bản nhạc quét với một cái âm thanh rất là trong, độ tròn tiếng của từng nốt nhạc rất là rõ nét đúng không ạ? Và cái độ ngân vang thì không thể chê được rồi. Mời các bác cùng em nhìn tổng thể một chút nữa về cái vẻ đẹp của bộ quả nắp và bộ quả số ở bên trong đây. Thực sự rất là đẹp, màu vàng bắt sáng rất là tốt. Và em sẽ mời các bác cùng em nhìn tổng thể một chút nữa ngoại hình bên ngoài của một chiếc đồng hồ Rolex mà em sưu tầm nguyên bản nguyên zin từ đất Pháp về. Chiếc đồng hồ này em sẽ báo giá ở dưới phần nội dung video. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi video của bên đồng hồ Vang Vọng.